Vâng, từ gỗ Nguyễn Hồng xin chào tất cả các bác nhà mình. Còn đến với buổi hôm nay là Nguyễn Hồng xẻ một cái phôi gỗ hàng đoàn siêu to khổng lồ các bác nhá. Siêu to khổng lồ. Và có mặt trong đây thì có thợ vanh rất là kỳ cựu. Đấy, rất nhiều năm trong tuổi nghề vanh. Và một đặc biệt nữa trong buổi hôm nay là có sự góp mặt của nghệ nhân quốc gia Xuân Sinh. Đấy, đến đây để anh em cùng nghiên cứu để xem là cái vanh xẻ làm sao cho lợi nhất và để cho đúng được một tác phẩm trường mi đẹp nhất. Với tác phẩm này thì Nguyễn Hồng nhờ nghệ nhân Xuân Sinh điêu khắc một tác phẩm cụ trường mi. Ở trên phôi gỗ này có trị giá gần 200 triệu các bác nhá. Phôi gỗ này trị giá gần 200 triệu. Và sau đây mời các bác nhà mình cùng xem là quá trình lên ý tưởng để xẻ. Vâng, bắt đầu rồi các bác nhá. Lưỡi cưa đã bắt đầu cưa vào rồi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của nghệ nhân Xuân Sinh. Vâng, các bác có thể nhìn thấy ạ, những cái lưỡi cưa đã vào và những cái mùn nó ra. Nhìn cái chất màu vàng mà đậm bên này thể hiện là cái gỗ rất nhiều dầu các bác nhá. Vâng. Và đây là lưỡi nhát vanh cong. Đây là sẽ rất phức tạp, khó hơn nhát vanh thẳng rất nhiều các bác nhá. Và hơn nữa đây là vanh tay. Các bác coi ạ. Phải lượn theo đường cong, tại vì cụ trường mi là cái dáng cụ đứng cong cong của bác. Rất có thưa bác, và sắp xong rồi ạ. Chúng ta sẽ nhận được kết quả ngay tiếp theo đây ạ. Vâng, ok, đã xong rồi. Và những gì chúng ta nhận được, các bác xem ạ. Các bác quay nhá, các bác quay. Ôi rồi, quá đẹp luôn các bác ạ. Những mạch dầu đen này các bác, những mạch dầu đen. Vâng, đây sẽ hứa hẹn là một tác phẩm cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa được điêu khắc bởi nghệ nhân quốc gia Xuân Sinh của chúng ta thì các bác rất yên tâm rồi. Một tác phẩm VIP. Và đây là tác phẩm gỗ trường mi lớn nhất trên chất liệu gỗ Hoàng Làm Tuyết và Nguyễn Hồng để điêu khắc. Ok. Này hơi đốt, còn thấy không? Đó, này xong rồi đúng không? Xong rồi. Có phải vanh phần đấy không? Phần đế đấy chưa? Ok rồi nhỉ? Video này em có vanh lại chưa? Quá đẹp nhỉ, dầu như này mới cắt ra cái nó cắt này một lúc nữa là nó sẽ ra nhiều dầu hơn cho nó rộng hơn nhiều á. Ok ạ, di chuyển ra đây và xem phỏng vấn một chút nghệ nhân Xuân Sinh nào. Ở nhà nghệ nhân Xuân Sinh ở đây nào, em nhà mình ngồi đây nào. Với kinh nghiệm mà rất phong phú điêu khắc của mình thì em nhận định về cái phôi gỗ này chất lượng như sau nghệ nhân Xuân Sinh. Vừa xẻ ra thì em thấy là nó báo dầu rất là nhiều đây này, báo ở da nữa nhiều rồi. Đây tia dầu này, phôi này khá là nhiều đấy anh ạ, phôi này khá là nhiều dầu đấy. Này mà để thời gian nữa là để trong cái tình nào mà nó sẽ lên cái dầu nó sẽ đậm hơn. Vâng. Thì sau này đây là mới là cắt ở ngoài thôi, còn sau này dầu nó sẽ tự đẩy, nó đẩy ra thì nó sẽ thấm hơn. Ngay cho Xuân Sinh có thể chia sẻ qua về cái ý tưởng mình sẽ làm cụ trường mi như nào không nhỉ? Theo như em thì đây, đây thì mình đang dựa cái độ gù của gỗ, thì mình làm một cụ ở trên cái bản này là hơi to. Em đang định là nếu mà em đang tính là một là em sẽ quay cái này xuống đế, thì em quay đầu kia này thì đế nó sẽ to. Nhưng mà đấy là tính theo ý mình tính, còn khi mà mình bắt đầu vào mình làm ấy, thì mình sẽ phải tính toán lại để xem là cái đầu nào nó lợi hơn. Thì nếu như đây thì em đang nhìn thì là sẽ làm cụ trường mi và một linh vật con nghi đấy, thì nó sẽ được hết cái khổ gỗ này. Thì nó đang mình đang muốn dựa theo cái thế gù của cụ gỗ này để mình làm cho nó đỡ mất nhiều gỗ. Thì cũng anh em Nguyễn Hồng cũng nhờ nghệ nhân Xuân Sinh nhá. Vâng. Cố gắng hoàn thiện một siêu phẩm này để cho các bác nhà mình cùng theo dõi và thưởng lãm. Vâng, ok. Vâng, rất tin tưởng vào nghệ nhân Xuân Sinh và các bác nhà mình cùng dõi theo bàn tay tài hoa của nghệ nhân để cùng Nguyễn Hồng hoàn thiện một tác phẩm siêu phẩm ạ. Cảm ơn các bác nhà mình rất nhiều. Hẹn gặp lại ạ.